Chào lại tất cả anh em trong nước ha. Hôm nay mình mới có làm xong con máy chụp máy băm cỏ, nhưng mà con máy này là ông anh khách đặt đa năng nha anh em. Đó, nay mới làm xong, sẵn mình quay đưa lên cho anh em tham khảo luôn. Đây là cái bộ băm này, hồi để mình thử cho anh em xem. Đó, làm kiểu mình làm là cách chuyên nghiệp chứ không phải là nói băm mà nói tự nhiên là đưa cái chục vô là băm được đâu nha. Cái đó anh em lưu ý cái đó. Nhiều khi cứ thấy như vậy băm để vô là băm là chết quát nha. Nó phải đúng cái kỹ thuật, đúng cái dòng tua nó xài mới được. Thì cái đó thì cái kỹ thuật bên mình thì mình chỉ nói vậy cho anh em biết thôi, để tránh nhiều khi mà gặp cái băm mà cứ mua là nó không phải có cái băm mà băm được nha. Rồi ông anh nó đặt là hai, có một bộ tạc với lại là bộ bộ xới đất, chuyên tạc chuyên xới. Đó là làm bên mình làm theo nhu cầu thôi. Còn cái chân này thì ảnh muốn đứng, ảnh muốn lắp vô máy để đứng để cho máy nó chạy luôn á, khỏi đi á. Móc vô đây nè. Đó, để gửi về ngoài đang mình gửi cho nó dễ đây. Máy này thì cái yêu cầu của anh đó thì lắp cái đầu máy mới Oshima 7,5 cốt xéo ha. Đó, anh em nào mình quay cho cái kiểu á, chứ máy thì máy đã bán rồi, mới làm xong rồi sẵn mình quay để coi cho có cái clip để anh em nhiều khi nó không có máy sẵn làm sẵn để bán đó. Tại đây đặt theo anh em tin tưởng rồi, đặt theo làm theo cái nhu cầu, mà làm theo cái nhu cầu thì nó rất là hay, là cái là mình làm theo cái ý mình, đất mình làm như thế nào đó mình sẽ gia công dao lưỡi này kia cho nó chính xác, về mình làm là nó đạt hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với mấy con máy mà ví dụ như sẵn sẵn như vậy nè. Nó, nếu mình mua sẵn máy bãi thì nó bán gì đúng không, không bao giờ đạt. Nó dao lưỡi của nó đây, mình bỏ dao lưỡi hết, mình sẽ gia công dao lưỡi của mình lại hết. Nó cho nên là mình đặt trước á, mình làm theo cái ý muốn á, là rất là hay, mà nó nhẹ cái chi phí nữa. Chứ để nhiều khi anh em về làm không phù hợp rồi mua dao mua lưỡi đầu thêm, mà dao lưỡi nó ở thị trường á, nó không bao giờ mà nó như mong muốn của anh em. Cho nên là mình vừa tốn tiền mà vừa tốn cái thời gian, thay vì mình đặt trước cái người biết xài thì vậy đó. Thì anh em cứ nếu mà tin tưởng thì cứ muốn máy nào thì cứ gọi lại, mình sẽ làm đúng theo cái nhu cầu anh em, làm xong thì mình sẽ giao anh em thôi, mình sẽ hẹn ngày mình giao anh em đặt lại, bắt đầu mình vô sổ mình làm, vô sổ thì tới lịch từng người thế mình làm, rồi xong mình báo cũng như anh này nè. Đó, mình đã báo cho ảnh xong rồi, giờ thì nói tóm lại thì tin tưởng thì làm thôi, nếu mà tin tưởng thì làm có lợi cho anh em thôi chứ không có gì. Nó mình cũng mong muốn là vậy, một con máy mà về làm mà nó không hiệu quả này kia thì cũng không ai mong muốn, không ai muốn cái điều đó hết. Đó, thì cho nên là nếu mình làm ở đây thì chắc chắn là làm theo cái ý hết đó, thì nó sẽ đạt 100% thôi chứ không có gì hết. Anh em khỏi ta lo là về làm được hay không được, đã mình đặt theo cái ý muốn mình là chắc chắn là được. Còn dao bên đây là xài dao nhíp hết ha nè, đây tất cả dao nhíp hết chứ không có dao mà kiểu dao chợ hay dao bãi này kia mình không có xài đâu, cho dù nó chưa mòn chưa gì mình cũng bỏ ra hết. Nên anh em là mua nó mất tiền nhiều cho con máy mà chưa có làm gì hết đó, là nó như vậy đó. Thí dụ anh em có làm được thì làm đất cát nó bư bậy bạ rồi thôi, chứ nó không có phải như mấy cái dao lưỡi này. Rồi thì để mình giật cái máy, giật máy lên, giật máy coi mình test cái tốc độ của nó với cái độ rung, coi anh em có thấy độ rung không nha. Rồi. Cho nó quay tại chỗ đi. Thank you.
cho nó chạy nè. Rồi không bao giờ mà có chuyện mà rung lắc con máy ha anh em. Nó anh thấy trục giữa bên mình làm không, nó không có rung lắc tí nào. Thì nhiều khi anh em chưa có tiếp xúc bên mình, cứ tiếp xúc chỗ nào đâu không về thì làm không được, hay là nó rung lắc gì này kia đó, thì cái đó thì mình không biết cái vấn đề đó ha anh em. Nói chung là tin tưởng chỗ nào thì mua chỗ đó, thích chỗ nào mua chỗ đó thôi, cái đó quyền của anh em. Cái lựa chọn đúng hay không đúng thì anh em cũng phải chịu. Rồi thì cái máy xới, máy tạc hay một bánh mà hai bánh gì đó, anh em có nhu cầu muốn tạc máy tắc hay là tạc như thế nào, xới máy tắc gì đó, thì anh em có cứ gọi lại thẳng, kết bạn Zalo có số mình để trên màn hình đó, thì rồi cái mình nói chuyện rồi cho nó rõ muốn con máy cái gì rồi xong mình sẽ báo giá. Nếu ok thì bắt đầu là lên lịch làm cho anh em thôi. Rồi vậy ha. Vậy thôi cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ cửa hàng ha. Thì có cần bất cứ thứ gì liên quan về máy xới, máy tạc, máy đa năng gì đó thì cứ anh em cứ gọi lại, mình làm theo nhu cầu hết. Dao lưỡi đồ như vậy nè. Đó. Dao lưỡi này thì mình bán 1,2 triệu một bộ ha. Nó anh em làm thì anh em phải đo cây cốt của anh em mình gia công cho đúng, chứ không phải mà đồ chợ mà cứ thấy cái nó giống hình là cứ mua gì, nhiều khi nó không đúng lỗ hay là không chuẩn này kia xài cũng không được đâu. Rồi thì mình chia sẻ một tí vậy thôi, anh em nào có nhu cầu thì gọi lên mình.